Cùng với Thái Văn Dung sinh năm 1988 ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An, Nguyễn Văn Oai sinh năm 1981 ở Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An. Người mới đây bị Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai đưa ra xét xử với bản án 5 năm tù giam, 4 năm quản chế. Thì mới đây nhất, Trần Minh Nhật cùng sinh năm 1988, quê quán ở Công Thành, Yên Thành, Nghệ An, hộ khẩu thường trú tại Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã theo điều 304 Bộ luật hình sự về việc không chấp hành án quản chế. Một sự trùng hợp khác là cả Dung, Oai và Nhật đều từng là bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, được Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ngoài Nhật, Oai, Dung thì một cựu tù khác là Lê Văn Sơn, Thanh Hóa cũng đang bị cơ quan chức năng xem xét cùng tội danh này khi liên tục vắng khỏi địa phương khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vậy câu hỏi được đặt ra, đâu là căn nguyên gốc rễ khiến ngày càng nhiều bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân không chấp hành án sau phạt tù để đến nỗi bị xử lý trước pháp luật? Vụ án có tới 14 bị cáo và phần đông được chứng minh là có mối quan hệ mật thiết, nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức phản động khủng bố Việt Tân để hoạt động. Nói về điều này, trong đoạn tin phản ảnh việc cựu tù nhân Lương Tâm Trần Minh Nhật bị truy nã, Lê Văn Sơn, người đặt được nhắc đến ở trên, đã nói rằng ngày 4 tháng 8 năm 2017, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Nhật theo điều 304. Lệnh truy nã được phổ biến rộng rãi trên truyền thông đại chúng. Như vậy, trong vụ 14 thanh niên Công giáo và Tin lành năm 2011, sau khi ra tù thì đến nay đã có 3 người bị bắt giam trở lại và truy nã theo điều 304. Cựu tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Oai bị xét xử 5 năm tù giam, trong đó án quản chế ngày 15 tháng 5 năm 2017. Cựu tù nhân Lương Tâm Thái Văn Dung bị truy nã ngày 4 tháng 8 năm 2017. Cựu tù nhân Lương Tâm Trần Minh Nhật bị truy nã. Chúng tôi không chấp hành bản án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp đặt lên 14 thanh niên Công giáo và Tin lành. Vì thế chúng tôi cũng không chấp nhận án quản chế. Chúng tôi lên án bản án phi nhân tính và chà đạp quyền con người của chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi phản đối việc bắt giam và ra lệnh truy nã. Nhân cũng những cái chia sẻ trên của Lê Văn Sơn nói ra trên đây, chúng ta xin nhắc lại một chi tiết mà đến nay, dù phiên tòa đã kết thúc hơn 4 năm, nhưng chắc nhiều người vẫn còn nhớ. Theo đó thì Lê Văn Sơn là một trong 4 trường hợp trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn được giảm án. Cụ thể là sau khi nghị án, hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Lê Văn Sơn và một số bị cáo khác để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, bị cáo Lê Văn Sơn được giảm từ 13 năm tù xuống còn 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Duyệt từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Xuân Anh từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù. Bị cáo Hồ Văn Anh từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù. Do chưa thực sự thành khẩn và không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của ban sơ thẩm xử phạt bị cáo Hồ Đức Hòa 13 năm tù, Nguyễn Đình Cương 4 năm tù, Trần Minh Nhật 4 năm tù, Thái Văn Dung 4 năm tù. Trong đó thì Lê Văn Sơn được giảm án nhiều nhất, từ 13 năm tù bằng hình phạt mà Hồ Đức Hòa, đối tượng chính trong vụ án, phải lãnh nhận, xuống còn 4 năm tù. Đây cũng là hình thức giảm án hiếm gặp nhất đối với các loại tội phạm theo có yếu tố chính trị kiểu này. Và như bản tuyên án đã dẫn về ở trên, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thành khẩn của Sơn, mà nói đúng ra là việc Sơn đã khai nhận gần như toàn bộ sự việc, thậm chí để đảm bảo mình được giảm án, Sơn đã bất chấp khai luôn cả những hành vi của các bị cáo khác. Đây cũng là lý do sau khi phiên tòa kết thúc, rất nhiều người, nhất là nhân thân của các bị cáo không được giảm án, đã cho rằng Lê Văn Sơn phản bội. Và do hiểu điều này, nên sau khi ra tù, Sơn đã thanh minh và đến thăm gia đình các bị cáo đang ở trong tù. Sơn cũng tích cực chứng minh mình thông qua các hoạt động của cá nhân, và không hiểu do nhân đạo, vị tha hay do thời gian nên một số người đã lãng quên sự việc này với Sơn và chấp nhận gã. Nhắc lại chuyện này để chúng ta thấy được rằng, trong phiên tòa xét xử bản án thì bản thân Sơn là người thành khẩn, đó cũng là điều cho thấy Sơn chấp nhận bản án được tuyên phạt. Những lời nói được bộc lộ ra chẳng qua cũng chỉ là trò mị dân lấp liếm của gã trai xứ quê này. Còn về lý do khiến các bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn
liên tục bị bắt, xét xử và truy nã đối với tội danh không chấp hành án sau phạt tù. Chúng ta cũng có thể thấy, đấy là một thứ bệnh trầm kha và khó chữa của những kẻ chống đối từ trong trứng nước. Chúng được dạy và cung cấp tiền lực, tài chính để chống đối, và để thực hiện điều đó, chúng không thể ngồi một chỗ. Trong khi đó, chính sự mặc cảm khiến chúng không thể mở miệng để xin phép các cơ quan hữu quan. Âu đó cũng là một sự đánh đổi, và để có tiền để sống, lo cho gia đình trong bối cảnh không nghề ngỗng, lười lao động, thì đấy là một cái giá chúng đã chấp nhận từ trước rồi.